Cận cảnh, cây cầu dài 453 m bị phá hủy bằng 150 kg thuốc nổ. Ngày 7 tháng 5, hàng trăm người đã tập trung trên một bãi đất trống an toàn để có thể hướng mắt theo dõi cảnh tượng cây cầu trên đường cao tốc A45 Rammeditor ở miền Tây nước Đức bị phá hủy trong một vụ nổ có kiểm soát. Nguyên nhân được biết do trước đây, cơ quan chức năng đã phát hiện cây cầu xuất hiện nhiều vết nứt đe dọa đến sự an toàn của người lưu thông cũng như những nhà dân bên dưới chân cầu. Nên kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2021, cây cầu bị cấm hoạt động. Mãi đến ngày 7 tháng 5 năm nay, lực lượng chức năng mới tiến hành lắp đặt 150 kg thuốc nổ dọc theo cây cầu để tiến hành kích nổ, đánh sập cây cầu dài 453 m. Rất nhiều đoạn video về vụ nổ đã được quay lại và đăng tải lên các phương tiện truyền thông nước này. Cảnh tượng cây cầu khổng lồ tồn tại hơn nửa thế kỷ bị cho nổ sập trong chốc lát khiến nhiều người nuối tiếc, nhưng đây là quyết định đúng đắn. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng bày tỏ cảm giác choáng ngợp khi chứng kiến khoảnh khắc các nhịp cầu sập xuống cùng lúc. Khói bụi bay lên mù mịt cả một vùng trời. Theo tin cho hay, sau khi bị phá hủy, vị trí đó dự kiến sẽ được xây dựng một cây cầu mới và dự tính sẽ hoàn thành trong vòng 5 năm tới. Nữ cựu chiến binh tử vong ở rừng tràm gần Nghĩa Trang. Chiều ngày 8 tháng 5, lãnh đạo công an xã Linh Trường, huyện Giao Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, công an địa phương vừa phối hợp với cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bà B, sinh năm 1950, trú tỉnh Hà Tĩnh. Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 7 tháng 5, bà B cùng đoàn cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh vào Quảng Trị thăm viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Thăm viếng xong, đoàn lên xe để tiếp tục hành trình thì phát hiện trên xe thiếu bà B nên thông báo cho chính quyền địa phương và công an xã Linh Trường phối hợp tổ chức tìm kiếm. Đến sáng ngày 8 tháng 5, cơ quan chức năng phát hiện thi thể bà B tại khu vực Rừng Tràm thuộc địa phận thôn Bến Tắt, xã Linh Trường, cách trung tâm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn khoảng 2 km. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nhận thấy không có dấu vết tội phạm, nên chính quyền địa phương đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Nửa đêm nghe tiếng răng rác rồi nhà trôi tuột xuống sông. Trưa ngày 8 tháng 5, tin tuổi Ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ cho biết, địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sạt lỡ nghiêm trọng làm 10 căn nhà bị sạt lỡ, trôi xuống sông, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Ông Huỳnh Tài Lợi, ngụ ấp Mỹ Phước xã Mỹ Khánh cho biết, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông nghe tiếng răng rắc phát ra từ phía sau nhà. Mọi người trong nhà chạy ra xem thì phần phía sau nhà bị nứt và trôi tuột xuống sông. Ít phút sau, các căn nhà cạnh bên cũng rơi vào tình trạng tương tự. Khảo sát tại hiện trường, phần tường của 10 căn nhà còn rất nhiều vết nứt toát. Một số chỗ nứt sát với đường tỉnh 923 có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2 giờ 15. Nhận được thông tin, chính quyền đã đưa lực lượng công an và quân sự đến để kịp thời thực hiện các công tác cứu hộ và sơ tán người đến nơi an toàn. Tổ công tác nhanh chóng hỗ trợ di dời tài sản, đồ đạc và tháo dỡ nhà cửa để hạn chế thiệt hại cho người dân. Đảm bảo an toàn và tránh các nguy cơ khác, huyện đã phân công lực lượng công an, quân sự và bộ phận điện lực đến tháo dỡ dây điện. Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, huyện đặt vấn đề an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, các biện pháp khắc phục đang được ưu tiên thực hiện là hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở tạm thời để đảm bảo an toàn sau đó sẽ triển khai thực hiện các chính sách có liên quan để ổn định cuộc sống cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho hay. Mở cửa xe ô tô bất cẩn khiến một phụ nữ bị xe khác cán tử vong. Theo hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, chiếc ô tô con đang dừng đổ sát lề đường ở phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội. Điều đáng chú ý, người đàn ông sau đó mở cửa xe để chuẩn bị bước xuống. Lúc này, từ phía sau xuất hiện một chiếc xe máy có hai người trên xe đang đi tới, tông trúng cánh cửa của chiếc ô tô rồi ngã ra đường. Ngay sau đó, một chiếc ô tô khác đi ngược chiều tông trúng, hất văng hai người đi xe máy. Trưa ngày 8 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, vụ việc được xác định xảy ra vào chiều ngày 6 tháng 5 trên tuyến phố Tế Tiêu. Theo đó, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 6 tháng 5 một chiếc xe taxi di chuyển đến đổ ở phố Tế Tiêu, đoạn đường đê đáy để trả khách. Lúc này, một nửa xe đổ trên vỉa hè, phần còn lại vẫn nằm dưới lòng đường. Sau đó, nam tài xế mở cửa ghế lái, phía giáp mặt đường thì một chiếc xe máy chở hai người lao tới và trúng cửa xe. Hai người trên xe máy ngã ra đường. Đúng lúc này, một chiếc ô tô khác đi hướng ngược lại tông chúng họ. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Đại Nghĩa, vụ tai nạn khiến người phụ nữ ngồi sau xe máy bị bánh xe ô tô chèn qua người tử vong, còn người đàn ông điều khiển xe máy bị thương. Người phụ nữ quê ở Ba Vì, Hà Nội. Hiện công an huyện Mỹ Đức đang làm việc với hai tài xế xe ô tô có liên quan để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của họ trong sự việc. Lãnh đạo thị trấn Đại Nghĩa thông tin lập địa chỉ ảo, lừa tiền của nhiều shipper. Sáng ngày 8 tháng 5, Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng Lương Đỗ Ngọc Quỳnh Nga, 33 tuổi, chú quận Thanh Khê, cho Công an quận Liên Triều để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó lúc 19 giờ 50 phút ngày 6 tháng 5, công an phường Hòa Khánh Bắc nhận tin báo của anh Cao Thiện Lâm, 23 tuổi, trú quận Thanh Khê, là người hành nghề shipper về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt giao hàng có ứng trước tiền, sau đó chuyển hàng đến địa điểm không có thật để chiếm đoạt của anh Lâm số tiền 490.000 đồng. Qua xác minh, công an phường Hòa Khánh Bắc đã làm rõ đối tượng lừa đảo là Lương Đỗ Ngọc Quỳnh Nga, đang nói nga khai nhận bằng thủ đoạn lên mạng xã hội đăng tuyển shipper giao hàng, yêu cầu shipper cọc tiền trước rồi mới đến lấy hàng để giao và sẽ được hoàn lại tiền từ người nhận hàng. Tuy nhiên khi đến địa điểm giao hàng thì shipper không liên lạc được với người nhận. Với thủ đoạn này, Nga đã thực hiện 6 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt khoảng 3 triệu đồng. Theo Công an Phường Hòa Khánh Bắc, mặc dù số tiền chiếm đoạt không lớn, nhưng hành vi lừa đảo của Lương Đỗ Ngọc Quỳnh Nga đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, và cuộc sống mưu sinh của những shipper, phần lớn là những lao động nghèo. Sự việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Truy tìm nghi phạm tông chết của bà đi tập thể dục rồi bỏ trốn Ngày 8 tháng 5, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang huy động lực lượng truy tìm phương tiện và nghi phạm tông chết của bà rồi bỏ trốn ở tuyến đường Nguyễn Tất Thành dọc theo Vịnh Đà Nẵng, Trước đó khoảng 6 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Văn, 69 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, đi bộ băng qua đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ khu dân cư ra vịnh Đà Nẵng để tập thể dục ở bờ biển. Trong lúc đi bộ qua đường, bà Văn bị một người chạy xe máy chưa rõ lai lịch tông trúng. Bà Văn ngã xuống đường nhưng người đi xe máy không dừng lại để hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân khu vực nhanh chóng gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ nhận tin báo công an quận liên chiểu đến hiện trường khám nghiệm điều tra tuy nhiên vụ việc xảy ra vào thời điểm sáng sớm đoạn đường vắng người và phương tiện qua lại nên thông tin người dân cung cấp còn thiếu chưa rõ về nghi phạm công an quận liên chiểu đề nghị người chứng kiến người biết việc liên hệ với công an quận để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra công an quận liên chiểu kêu gọi người đi xe máy liên quan trực tiếp đến vụ việc sớm tự giác trình diện tại cơ quan công an để được hưởng khoan hồng của pháp luật Lý do Bộ trưởng Công an sẽ quyết định số lượng biển số xe đấu giá. Theo dự thảo, đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, phải tuân thủ theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng. Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá dự kiến bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh, thành phố, ký hiệu: CG A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N. V, S, T, U, V, X, Y và Z có nền màu trắng, chữ và số màu đen chưa đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an. Dự thảo nghị định đề xuất Bộ trưởng Công an được quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá. Trong trường hợp chưa đến kỳ đấu giá tiếp theo, Công an tỉnh thành hết biển số xe ô tô để đăng ký, thì Bộ Công an giao Cục Cảnh sát Giao thông quyết định. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp cho rằng, nghị quyết số 73 quy định tổ chức cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá. Như vậy, việc quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá là căn cứ vào nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá của các tổ chức cá nhân hay do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, hay Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở nhu cầu đăng ký của tổ chức cá nhân? mạo danh cán bộ quản lý thị trường, lừa đảo hàng loạt người kinh doanh. Ngày 8 tháng 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Con Tum cho biết, thời gian qua đơn vị liên tiếp nhận được thông tin phản ánh của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn về việc có đối tượng tên là Phạm Trung Kiên và đối tượng tên là Nguyễn Tiến Hiền, tự xưng là công chức của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Con Tum. Hai đối tượng này đã gọi điện thoại thông báo sẽ đến kiểm tra cơ sở kinh doanh và đề nghị các cơ sở kinh doanh chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng thì sẽ được đoàn kiểm tra xem xét, không tiến hành kiểm tra. Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Con Tum, đơn vị đã nắm được có khoảng hơn 10 trường hợp hộ kinh doanh trên địa bàn bị các đối tượng này điện thoại mạo danh để lừa đảo. Đơn vị không có công chức tên như vậy và cũng không thông báo việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh bằng điện thoại và không đề nghị các cơ sở chuẩn bị tiền đột phạt khi chưa tiến hành quy trình kiểm tra và xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường theo quy định của pháp luật tại tỉnh gia lai cũng xảy ra tình trạng tương tự cục quản lý thị trường tỉnh gia lai thông tin tới các tổ chức cá nhân các cơ sở kinh doanh trên địa bàn được biết và phòng ngừa các thủ đoạn mạo danh lừa đảo của các đối tượng tránh những thiệt hại không đáng có theo quy định tại pháp lệnh quản lý thị trường cục quản lý thị trường sẽ gửi kế hoạch kiểm tra định kỳ kế hoạch kiểm tra chuyên đề đến các cơ sở sản xuất kinh doanh được kiểm tra và các cơ quan tổ chức có liên quan trước khi kiểm tra Xếp hàng từ 4 giờ sáng mua nhà ở xã hội Đà Nẵng. Ghi nhận sáng ngày 8 tháng 5, rất đông người dân có mặt tại dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B42 thuộc khu đô thị xanh bầu tràm Lây Sai, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nộp hồ sơ để mua nhà. Tại khu vực văn phòng ban quản lý dự án có gần 200 người đến chờ làm thủ tục xét duyệt hồ sơ mua nhà. Đa số là công nhân, người dân chưa có nhà ở một số người dân cho biết họ có mặt từ lúc 4 giờ sáng để nộp hồ sơ, nhưng chờ nhiều tiếng vẫn chưa tới lượt vì số lượng rất đông, thời gian xét duyệt hồ sơ rất lâu. Một số cá nhân có hồ sơ thiếu sót hay chờ quá lâu đành phải bỏ về. Anh Công Minh, ngụ tại quận Hải Châu có mặt từ 4 giờ để chờ nộp hồ sơ. Tuy nhiên, đến gần 11 giờ cùng ngày vẫn chưa được gọi tên. Số lượng người mua quá đông, sáng nay tôi đi sớm, hy vọng nợp trước thì sẽ nhanh. Nhưng đến đây đã thấy có rất nhiều người đứng chờ sẵn, có người đi sớm hơn nữa, anh Minh cho biết. Cùng cảnh ngộ, anh Lê Anh Tuấn cho biết, đi từ lúc 4 giờ vẫn chưa được thấy gọi tên lên làm thủ tục. Anh Cường, chuyên viên tư vấn bất động sản cho hay, khoảng 3 giờ đã có người tập trung để chờ nộp hồ sơ. Số lượng hồ sơ đến nộp hơn 200 bộ. Trước đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có thông báo về việc mở bán nhà ở xã hội tại dự án chung cư nhà ở xã hội ở lô đất B41 thuộc khu đô thị xanh Bầu Tràm Lây Sai, đợt 6, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Theo đó, 285 căn hộ nhà ở xã hội được mở bán với diện tích từ 45 đến 70 m2. Giá trị căn hộ đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì giao động từ khoảng 737 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.